tiếp tục là một tình huống nguy hiểm khác một chiếc xe tải chở dâu tây khi đang lưu thông trên cao tốc nội bài lào cai thuộc địa phận huyện bảo thắng lào cai thì bất ngờ mất lái và đổ lật ra đường sự cố đã gây ảnh hưởng tới giao thông đi lại trên một chiều đường quanh nơi xảy ra sự vụ việc sự việc xảy ra vào khoảng hơn 11 giờ trưa nay tại đoạn km 229-00 đường cao tốc nội bài Lào Cai. Lúc này thì xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Ninh Bình chở dâu Tây lưu thông theo hướng Lào Cai đi nội bài. Đi tới đoạn đường trên thì bất ngờ mất lái và lật ra đường. Vụ tai nạn khiến hàng hóa bị đổ ra đường, theo như quý vị có thể quan sát, hư hỏng hộ lan đường và hạn chế một làn xe chạy nhận được tin báo lực lượng chức năng cũng đã có mặt để hỗ trợ thu dọn mặt đường điều tiết giao thông đồng thời tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn